Xin chào cả nhà nhé. Quay trở lại với kênh của mình nhé. Thì hôm nay lại một ngày mưa. Quay cho cả nhà mấy những cái kỳ hàng rừng của mình khá là nhiều cả nhà. Chúng nó ra khá là nhiều. Này bây giờ thì giá lan thì nó cũng khá là bấp bênh. Mình cũng vẫn trồng, nói chung là mình cũng đam mê thì mình vẫn chơi thôi, chơi bình thường. Đây là cái mít này, mít bà cụ này, cả nhà. Mình vừa mới cho xuống đây, chưa trồng được. Sưu tầm của một ông anh ở trên Hà Nội. Bên này là hồng, hồng Lạng Sơn này cả nhà. Khá là nhiều kỳ. Chung là này thì mình cũng bận khá nhiều việc cả nhà, không trồng được. Chắc phải đợt sau thì mình mới trồng được cả nhà. Khá là dài rồi, kỳ khá là dài, lên được 5-6 xe rồi, khá nhiều cả nhà. Những cái kỳ kỳ mít này cả nhà, mít tù luông. Cái mẹ ở trên nhà các nhà, khá là nhiều luôn. Quay cho cả nhà xem, nhiều lắm. Thanh đạm này cả nhà, khá nhiều cả nhà. Những cái cơ cây phúc thọ này cả nhà, không có thời gian trồng cả nhà, khá là nhiều. Bên này là phúc thọ, bên này là hát ô này, hát ô rất là nhiều luôn. Chúng giá hát lan bây giờ thì nó cũng khá là bấp bênh, mình vẫn cứ chơi bình thường cả nhà, chả có vấn đề gì cả. Đam mê thì cứ chơi thôi, không lo hơn thiệt gì hết. Hồng Yên Thủy khá là nhiều giống. Thì mình nó bé bé này kia cả nhà, nhưng mà mình cái gì mình cũng có, loại gì mình cũng gọi là mỗi thứ mà ít gì có cả nhà. Cái kỳ kẻ này, này sưu tầm một loại anh trao đổi giống này kia. Này cũng là kẻ này, gọi là chơi để sưu tầm này kia thôi. Xin chào cả nhà nhé, hẹn gặp lại cả nhà trong những video lần sau nhé.